Ok, xong, mọi thứ đã chuẩn bị xong. Bây giờ chúng ta phải ăn rồi. Đó, giữ lại. Tuy nhiên là mình sẽ ăn cái giò đó trước. Coi coi như thế nào nè. Wow. Wow. Ô, nặng lắm luôn. Còn trong này nè, nhưng mà nó bị bể rồi. Wow, thấy không? Ký cua thịt to Cà Mau. Để mấy bạn nói sao đi. Mấy gì đây nè. Wow. Hả, dễ cua vậy hả? Con cua biển của mình là phải làm đủ thứ nó mới ra. Ồ, cái gì đỏ vậy? Ngon vậy? Ở đây là cái phần gạch cua. Đây là những cái chân mà nó nằm ở bên trong, kiểu như là nó chưa được lòi ra vậy á. Nè, đây hai cái chân nhỏ bứt. Ok, bây giờ Gấu sẽ thử múc cái phần bên trong của nó ra. Đây nè, gạch bên trong này nè. Rồi. Wow, gạch cua nè. Đó, thấy chưa? Wow, siêu béo luôn. Ngon quá. Bây giờ mình sẽ mở cái thân nó ra. Wow. Ờ, kiểu à, đây là phần thịt bên trong. Ờ, thịt bên trong này thì nó có vẻ là nó ngọt hơn à. Ở bên ngoài nó hơi mặn. Có mùi biển, còn bên trong này cực kỳ ngọt. Ủa, các bạn thấy không, càng nào càng lấy ba lớn vậy nè. Ngon nè. Nhưng mà khó mở, làm sao để mở nó toàn diện cái càng. Càng bự, bự thiệt luôn. Mình sẽ chấm lại cái này. Tại vì cái này nó là tiêu rồi, mà mình chấm tiêu thì có vẻ nó bất hợp lý. Tí thử bây giờ mình nè. Wow. Cái mai người ta đã cắt sẵn rồi, mình sẽ bỏ cái mai đi. Và đây là phần thân. Đó. Đó là thịt ơi là thịt luôn. À, thấy chưa? Ngon ghê.